Hello Dung Rồng, chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Dung Rồng có mặt tại cống Mười Cửa Trà Vinh. Hôm nay Dung Rồng sẽ chia sẻ cảnh ghe tàu qua lại qua cống cho cả nhà cùng xem. Mời cả nhà cùng theo dõi video nha. Hiện tại thì các xà lan bên trong đã chuẩn bị tư thế để chuẩn bị ra khỏi cống đó cả nhà. Nhưng hôm nay không biết là hôm nay là sẽ mở mấy cánh cửa cống. Thường thường cũng có thể là mở hai cửa và cũng có khi thì lại là mở một cửa để cho xà lan từ bên trong ra hết. Xong rồi cho xà lan bên ngoài lại đi vào. Như thế này theo Dung Rồng biết là hôm nay chỉ mở một cửa thôi nha cả nhà. Mời cả nhà sẽ cùng theo dõi video Dung Rồng sẽ quay cống cho cả nhà xem. Wow. Chiếc xà lan lại tập trung rần rần trước cửa cống để chuẩn bị, ai cũng chuẩn bị tinh thần để đi qua cho nhanh đó cả nhà. Ở bên ngoài cũng vậy, phía bên ngoài thì xà lan và ghe cọ thì cũng chuẩn bị tâm thế để đi ra rồi đó cả nhà, đi vô rồi chạy qua bên đây hết rồi đó cả nhà. Đưa anh về với chiếc cũ nha. Hiện tại là đang chờ mở cống thằng cả nhà, nhưng mà để các anh mở cống, anh đang lưu cua anh sửa gì đó, có lẽ là cái cửa cống nó gặp trục trặc, nên là mời mọi người chờ trong giây lát nha. Cống đang bị, cái cánh cửa đang bị khô nhớt đó cả nhà, nên là lấy nhớt đổ vào để cho cái cửa nó sẽ trơn hơn, nó sẽ mở dễ dàng hơn. Tình hình là cánh cửa cống đang bị kẹt nha cả nhà, là đỡ nhớt vô rồi nhưng mà vẫn chưa có thể mở được. Và bên trong những chiếc xà lan, những chiếc ghe thì đang chuẩn bị để đi ra, nhưng mà phải chờ thôi cả nhà.
Trên ghe những chiếc xà lan chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại để chờ đợi. Có vẻ rất là sốt ruột. Tông ra luôn hả? Dạ hả? Anh mở cống đã xử lý được và bây giờ chuẩn bị mở cống thôi cả nhà. Cống đã phải được khắc phục rồi, bây giờ mọi người chuẩn bị. Cẩn thận nếu không va chạm cả nhà ơi, rồi có sự va chạm. Ý. Tiếp tục va chạm hai lần. Chiếc xà lan đầu tiên va chạm rất là căng cả nhà. Va chạm 3-4 lần. Bây giờ là mở cống cho ghe từ trong ra ngoài trước cả nhà. Rồi xong rồi mới tới phía bên ngoài vào. Xử lý rất là khéo chứ không là hai chiếc ra ngoài đã va chạm đó cả nhà. Hãy xem chiếc ghe vừa nha. Rồi an toàn cả nhà ơi.
lừa đó nha. Quá khổng lồ luôn. Mới chặt cầu luôn á, cái mũi nó muốn đụng luôn trên ta thành to lớn Thank you.